Chào quý anh chị và các bạn Hôm nay là mình sẽ giới thiệu quý anh chị và các bạn Cái công trình ba neo vân gỗ Của anh khách ở Lâm Đồng ở Mua về để dựng lên cái nhà Nhà tiền chế nhá Trên hình là quý anh chị và các bạn có thể nhìn thấy Cái ba neo màu vân gỗ này Màu rất đẹp, rất sang trọng Ấm cúng, ấm áp Rất phù hợp cho các anh chủ là Mệnh thổ nhá Mạng thổ nhá Đó, Cả hệ cửa cũng màu vân gỗ luôn nhá Quý anh chị và các bạn Có lắp hệ khóa tay nắm đó. Bên dưới có trang trí dán gạch này, giả đá này. Đó rất đẹp lung linh, cận cảnh cái loại ba neo hai mặt màu vân gỗ. Thông thường thì bề mặt của tấm ba neo là màu trắng sữa, nhưng mà màu vân gỗ thì sản lượng phải yêu cầu tương đối thì bên mình mới chạy được nha quý anh chị và các bạn.